gửi những tình cảm thân thương nhất và chân thành nhất tới quý thầy cô hôm nay. Sau đây xin mời quý vị đại biểu, quý thầy cô và các em đứng lên sân khấu, chúng ta cùng thưởng thức tiết mục hát múa Người Thầy Năm Xưa do các em học sinh đến từ khối 9 biểu diễn. Hi.
mục hát múa người thầy năm xưa đã khép lại chương trình văn nghệ chào mừng hôm nay. Sau đây xin mời đồng chí Lê Văn Tuấn lên sân khấu để làm lễ chào mừng.